Giá heo hơi hôm nay ngày 31 tháng 7, chứng lại, cao nhất 62.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 31 tháng 7 không ghi nhận biến động mới. Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong việc triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ổn định, theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Bắc yên gan trình diện rộng. Cụ thể các địa phương bao gồm Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội đều giao dịch ở mức 62.000 đồng mỗi kg. Các địa phương còn lại thu mua heo hơi với giá 61.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 61.000 đến 62.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 61.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 61.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 61.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 61.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 62.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 61.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 62.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 61.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 61.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 62.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 61.000 đồng mỗi kg, Tương Quang là 61.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lặng sóng, thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên chuẩn giá. Trong đó, các địa phương bao gồm đá lá, Ninh Thuận và Bình Thuận đều thu mua heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 59.000 đồng mỗi kg, 60.000 đến 61.000 đồng mỗi kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại hiện tại. Giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 59.000 đến 61.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 61.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 60.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 60.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 60.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 60.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 60.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng là 60.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 59.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam đi ngang. Theo khảo sát, giá heo hơi tại miền Nam chứng lại theo xu hướng chung. Cụ thể, 57.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch thấp nhất khu vực, được ghi nhận tại thành phố Cần Thơ. Heo hơi tại các địa phương bao gồm Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng đều được giao dịch ở mức 58.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các tỉnh thành còn lại thu mua với giá trong khoảng 59.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg. Thành phố Hồ Chí Minh là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 59.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 59.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 60.000 đồng mỗi kg, Long An là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 60.000 đồng mỗi kg, An Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 59.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 59.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 58.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 58.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 61.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 57.000 đến 62.000 đồng mỗi kg cập nhật thông tin giá heo hôm nay, các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco và công ty cổ phần AVAC Việt Nam trong việc triển khai sử dụng vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi, DTHCB theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Các địa phương báo cáo kết quả sử dụng vaccine DTHCB, nếu có, cũng như kịp thời có văn bản phản ánh đầy đủ chính xác những khó khăn vướng mắt đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua Cục Thú y để phối hợp, xử lý, đài phát thanh và truyền hình Long An đưa tin. Đối với Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco và Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng vaccine DTHCV theo nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu lực theo đúng quy định.